Rồi hello, xin chào bà con, chào đại gia đình ố là la. Rồi ngày hôm nay thì CEO Nguyễn Phương Hằng đã xuất hiện rồi ha, đập tan những cái tin đồn của cái đám u mê xuyên tạc kia rồi ha. Đó, tôi nói rồi, tụi nó toàn là vu khống không à, không có đáng tin đâu, đưa tin tầm bậy không à. Đó, các anh chị nhớ follow theo dõi kênh Sơn Sàm nha. Đó, em sẽ cập nhật những cái thông tin mà chính xác nhất, nhanh nhất cho quý vị nha. Rồi ngày hôm nay là em quay trở lại cái chủ đề của cái bà thím Diệt Tân đó. Đó, hồi sáng thì chúng ta cũng nghe là bà Phương Hằng nói rồi. Đó, nếu mà tôi vu khống hay là cái bà Việt Tân kia mà vô tội này nọ thì bà đã phóng lên Đại Nam rồi ha, bà ăn vạ rồi, cả nhà bà kéo lên đây mà kiện cáo bà Hằng rồi, chứ đâu 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 có mà mà 3 ngày là bật vô âm tính như thế ha. Rồi đang nằm trên chú áo xanh rồi nha, đang nằm trên chú áo xanh để phối hợp điều tra rồi ha. Đó, và cái chủ đề ngày hôm nay Sơn Sàm muốn cập nhật cho tất cả quý vị đó chính là tại sao. Đó, rất là nhiều câu hỏi cũng hỏi Sơn Sàm câu hỏi này là tại sao mà khi bà Phương Hằng bà phát hiện ra cái điều này bà không báo công an nha, bà không báo công an rồi bà hoặc là bà chụp bà bắt liền bà đó tại chỗ ngay tại Đại Nam đó, hoặc là bà la sùm lên các kiểu mà bà để qua ngày hôm sau thì bà mới lên clip được các kiểu ha. Đó, nó có nhiều thứ lắm quý vị nha, nhiều thứ lắm đó. Và để hiểu rõ hơn về cái vấn đề này thì xin mời quý vị chúng ta nghe qua cái phần phân tích của cô gái này nha. Đó, một cái người rất là hiểu về Việt Tân, lý luận rất là sắc bén, mời quý vị chúng ta xem qua. Thì tôi đã coi rất là nhiều những cái câu hỏi, những cái comment bên dưới của các anh chị em mình coi về cái clip mà tôi nói về vụ cô Phương Hằng với Việt Tân á, thì tôi sẽ trả lời những cái câu hỏi mà nhiều người hỏi nhất nha. Đầu tiên có bạn hỏi là sao nhỏ này nó hiểu về Việt Tân dữ vậy, bộ mày là Việt Tân hay sao? Thì xin lỗi với mọi người nha, tôi 100% yêu nước, tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng nha, và ba của tôi hiện tại là người có công với cách mạng, được nhà nước công nhận, nhưng mọi người ai ở địa phương đều biết hết. Cho nên á, con nhà cách mạng mà không hiểu về chính trị á, thì mình thấy nó hơi kỳ mọi người, nhưng căn bản mình hiểu để mà mình tránh, mình hiểu để mà mình lên mình tuyên truyền cho những ai mà chúng ta trước giờ chúng ta chưa hiểu chưa biết á, chúng ta sẽ hiểu và chúng ta sẽ tránh nó đi mọi người ha, chứ không phải mình hiểu để mà mình va vào. Rồi các bạn nói á, là mày nói vô lý quá à. Bây giờ á, bà đó bà nói bà là Việt Tân như vậy á, thì bà Hằng có quyền bắt bà, giống như á, là người ta tới nhà mà người ta ăn cướp ăn cắp á, thì mày bắt người ta được. Thì cái đó là do bạn suy nghĩ thôi, bạn phải hiểu như vậy nè, cơ quan chức năng người ta làm việc nó có trình tự, nó có quy trình. Tôi ví dụ như là ai đó đến nhà của bạn là ăn cắp đồ đi, thì cái lúc đó là cái hành vi người ta đã có rồi đó, ví dụ như bạn bắt quả tang được thì ở đó là nhân chứng vật chứng rồi, thì kia hành vi có hết rồi thì lúc đó mới hốt lên để mà xử lý luôn. Nhưng trong trường hợp á, là cái thông tin ví dụ như bà Hằng bà báo với cơ quan chức năng á, là bây giờ á, là tôi nè, cái bà này bà đến rủ tôi như vậy nè, thì cơ quan chức năng đầu tiên á, là người ta sẽ phải xác minh trước coi cái đó nó có không, cái người này có dấu hiệu tội phạm hay không, rồi lúc đó mới có thể là mời hay triệu tập gì đó. Thì cái đó là cái bước đi sau mọi người. Tôi ví dụ như giống như là một ai nó ghét tôi đi, thì lên cơ quan công an nói là con Quỳnh Nari nó bán mai toé đó, thì chẳng lẽ cơ quan công an á hả là nghe như vậy chạy lên bắt tôi liền, như vậy nó loạn mọi người hiểu không. Cho nên nó nghe bắt một con gà một con chó thôi á mà nó còn á có vấn đề nữa mọi người á, đừng có nói gì là giam giữ trái phép một con người nha mọi người. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi ha, thật ra là mọi người ở đâu địa phương nào mọi người như thế nào á là cơ quan chức năng người ta đều nắm hết mọi người, lúc nào muốn kêu lên là kêu lên thôi. Ở căn bản nó phải đúng trình tự, đúng quy trình và các bước xác minh nó phải đầy đủ mọi người, chứ không phải muốn là hốt lên như mọi người nha, đúng không? Bây giờ ví dụ như á là bợp chợp á bắt bà lại bà kêu ủa tôi có nói gì đâu, tôi có nói gì đâu đó, thì tự nhiên là ở Đại Nam đang rất là đông người, ví dụ như bà hê lên đó bà Hằng hả làm này làm kia tôi, rồi bắt đầu á là tụi nó như tôi nói bữa trước á là chưa chắc nó đi một mình, có những cái nhóm ngựa trên đó ở trong đó là bắt đầu là tiến hành một cuộc bạo động ở trong đó luôn. Thì mọi người thấy là cái việc á mà cô Phương Hằng không bắt lại đó là một cái quyết định chính xác nha, chúng ta phải hiểu như vậy nè. Cái điều các bạn nghĩ là cái điều các bạn nghĩ, nhưng mà trên thực tế câu chuyện đó là khác, như tôi phân tích cho mọi người nghe rồi đó ha. Rồi mọi người biết á thì có người nói á là con của cái cô này nè, nói là cô này của chỉ lên để mà quyên góp xây chùa thôi mà bị bà Hằng đổ lỗi như vậy. Thì tôi xin lỗi mọi người nha, thật sự nha, thấy cái nội dung của bà Hằng trả lời với cái chuyện xây chùa nó chả liên quan gì tới nhau hết, và tôi là một cái người đã xây chùa rồi, từng quyên góp xây chùa rồi, tôi rất là hiểu. Chùa nào cũng vậy, ví dụ như bạn xây hay bạn sửa hay cái gì, bạn cũng phải có tôi gọi là một cái bản thảo cụ thể vậy đó, cái kế hoạch cụ thể, ví dụ như tôi cần quyên góp bao nhiêu tiền để tôi xây thêm cái hạng mục nào ở trong cái khu chùa của tôi, hoặc là tôi chỉnh sửa cái gì tôi cần quyên góp bao nhiêu tiền đó, cái tiền nó sử dụng cho những cái mục đích gì gì đó. Thì á mạnh thường quân người ta nhìn vào cái kế hoạch đó, người ta mới thấy cụ thể là bây giờ á là nó có khả thi hay không, mình á là góp vào thì sức của tôi á có thể giúp được cho cái chùa này hay không, thì người ta mới trả lời mọi người, chứ đâu có ai á mà đi vô nói thì thầm trong tay vậy.
mọi người hiểu không? Đó, với lại cái nữa mọi người thấy là nhiều người kêu ủa có bằng chứng mà, bằng chứng kiểu gì, bây giờ thử đặt cái camera nói vô lỗ tai với bà coi có thu được cái giống gì không. Và ví dụ như là bà có quyên góp xây chùa thiệt nha, tôi ví dụ, thì con Hằng cô trả lời cái nội dung chả liên quan gì hết. Ví dụ như em nói chị không bằng, không đâu bằng quê hương đất nước mình, thì bà kia bà phải trả lời ngược lại, ủa tôi đang nói là tôi kêu cô xây chùa mà đường thì kia mà. Nhưng đằng này mọi người biết là bà cũng gật gật gật, có nghĩa là gì, cái nội dung của bà Phương Hằng trả lời cho bà liên quan đến cái chuyện bà đang nói với bà Phương Hằng, đúng không mọi người? Chứ bây giờ tôi nói mọi người á, lỡ gì rồi chẳng lẽ hả là con của bà đó hoặc bà đó nói là mẹ tôi là Việt Tân, mọi người hiểu ý em không ạ? Cho nên á chúng ta phải hiểu như vậy nè, vào cái đợt á là mọi người có thể coi ở trên mạng là ngày 11 tháng 11 2019 là Việt Nam chúng ta là có xét xử một băng nhóm là 6 người, mọi người á là những cái người nằm trong đảng Việt Tân mọi người, mà mọi người biết trong khi đó có người á hoạt động từ năm 2014 luôn á. Ở 2014 mà tới năm 2019 người ta mới đưa ra để mà xét xử. Cho nên cái gì cũng vậy mọi người, chứ phải A thành phố nhảy vào bắt rồi ngày mai mang đi xét xử, mang ra tòa rồi kết tội luôn. Cho nên đó, khi mà chúng ta suy nghĩ một cái điều gì đó, cái đó là cái điều chúng ta muốn, nhưng chúng ta phải áp vào thực tế mọi người, chứ không phải bạn muốn như vậy là trên thực tế người ta sẽ làm cho bạn như vậy đâu ha. Rồi có bạn cũng hỏi là gì, nếu mà Việt Tân á, thì á, làm sao á, mà đưa một cái bà Sidan vậy để lại mà thương lượng với bà Hằng để làm gì, sao không đưa một cái ông mà gọi là cao to lực lưỡng đẹp trai như Võ Hoàng Yên rồi này kia. Thì xin lỗi mọi người, xưa nay mọi người nhìn trong lịch sử á, sứ giả có bao giờ là tướng nó đi làm sứ giả không? Sứ giả là một cái con tốt thí, bây giờ chấp nhận mất chịu mọi người ha, chứ không bao giờ tướng mà đi làm sứ giả hết mọi người. Và cái bà này á là gì, là đủ những cái yếu tố là bà tảng tảng, tôi nói là chưa kể nha, là bà có cái giấy cái vấn đề này không nha, bà tảng tảng bà đủ liều, và bà theo cái kiểu là trước đó bà là một người bình thường nhưng mà bà bị đánh cảm xúc của mọi người, mọi người thấy cái cách bà khóc từ này kia không bao giờ là giả được mọi người, trời ơi diễn viên đồ này kia nha, bây giờ kêu chị Đồng Di Bơm tao ra mà khóc tới cái mức độ đó, chị Đồng Di Bơm tao còn không diễn được cái nét đó nữa đó. Cho nên á gì đi chăng nữa mình phải nhìn nhận một cách thực tế, trong tất cả các kế hoạch mà bạo động lúc nào tụi nó cũng sẽ có kế hoạch hết. Ví dụ như bàn đồng ý đi thì sẽ có những cái người phía sau đó và lên kế hoạch làm việc mọi người đó, để mà có một cái kế hoạch cụ thể thì sau đó mới diễn ra cái cuộc bạo động đó, chứ không phải là bây giờ bây giờ chị chịu đúng không, cái tôi đứng dậy chị đứng dậy, cái tôi với chị hô heo heo đứng đi xuống được rồi là trời, làm gì có cái chuyện đó mà xảy ra liền vậy mọi người đó. Mọi người biết cái là cái việc á mà khi mà nếu mà cái cuộc bạo động nó có xảy ra thì nhiều người nói là 10 bà Hằng, 10 fan bà Hằng hay 10 fan ông Tuệ cũng vậy. Đúng chính xác, không bao giờ có thể lật đổ được chính quyền mọi người nha. Nhưng cái mục đích của tôi đó là gây náo loạn ha. Rồi á là những cái hoạt động ví dụ như là đốt xe cảnh sát hoặc là đốt trụ sở rồi này kia của nhà nước, giống như những cái cuộc bạo động khác đó mọi người, thì nó là một cái cách để nó gây làm nhiễu loạn mọi người, nó càng làm hoang mang lòng dân, nó làm ảnh hưởng về cái cơ sở vật chất đồ này kia của nhà nước mọi người, về tinh thần và về vật chất mọi người. Thì cái mục đích của tụi nó chỉ là vậy thôi, và trước giờ những cái cuộc bạo động thì nó chỉ dừng lại mức vậy thôi. Nhưng mà căn bản mọi người nghĩ như gì nè, cái luồng cái đoàn người á mà đi bạo động lúc nào mới đầu nó cũng là ít hết, nhưng mà sau đó nó tăng dần tăng dần tăng dần, mọi người nó kéo theo rất là nhiều, tại vì con người mình nó thường là hay bị cái hiệu ứng đám đông. Mọi người biết á là tôi không nhớ là cái cuộc bạo động đó nó diễn ra vào khi nào với ở thời điểm nào tôi quên mất rồi, nhưng mà tôi chỉ nhớ là vào cái thời điểm đó nha, là ở đó nha mọi người á là cũng kéo rất là đông, mọi người cũng đốt xe cảnh sát rồi đốt trụ sở rồi này kia các kiểu. Thì á cái chờ có nghĩa là lực lượng trấn áp mọi người nha, nhưng mà cái số lượng người quá đông đi thì tại địa phương lực lượng á người ta chưa có đủ để trấn áp, thì cái lúc đó là ráng cầm cự để tối xuống mọi người tắt toàn bộ điện ở thành phố đi, rồi cúp toàn bộ các tín hiệu của điện thoại đều đi, cắt sóng hết mọi người, rồi lúc đó là một lực lượng hình như là ở Hà Nội mọi người vào quá để mà chia nhỏ ra trấn áp rồi hốt về đồ mọi người. Thì căn bản á mọi người sẽ hiểu như vậy nè, Việt Tân á nha, thủ đoạn của nó rất là tinh vi, rất là lợi hại. Bây giờ đến kể cả những cái người mà đang ở trên mạng xã hội á nha, mà lúc nào cũng la yêu nước hoặc là những cái hội nhóm yêu nước thì cái các kiểu nha, rao giảng này rao giảng kia chưa chắc đã là yêu nước thật đâu mọi người nha, nó chỉ đội cái lốt yêu nước thôi. Tại vì ngày xưa là nó theo cái kiểu nó hoạt động mà nó không có tinh vi như bây giờ, thì người ta rất là dễ biết được và người dân thấy là toxic luôn. Nhưng mà sau này mọi người á là nó sẽ sử dụng những cái khác, nuôi quân 3 năm dụng 1 giờ là cái chuyện rất bình thường. Mọi người biết á, thậm chí ở trong xã hội chúng ta nha, có những người dân bình thường á nha, người ta chưa được nhưng mà người ta là theo cái kiểu là sao ta, giống như là tôi dùng một cái từ dễ hiểu là cái gì ta, cộng tác viên đi, tôi dùng từ dễ hiểu cho mọi người có thể nghĩ ra đi, tưởng tưởng tượng ra đi. Nhưng mà cái lúc đó nha, thời điểm mà nó làm việc với bên cái tụi Việt Tân này á rất là lâu năm rồi mọi người nha, tiền cứ gửi đều đều vài tháng một lần
á nha, gửi đều 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 luôn, nhưng mà vẫn chưa biết được cái tên đầu sỏ là ai, tại vì tụi nó chỉ liên hệ qua internet, tụi nó liên hệ qua cái này cái kia thôi mọi người, nó chứ chưa chắc là lúc nào cũng sẽ có cái cuộc họp mặt gặp nhau từ kia ở ngoài thời bây giờ, chứ không phải như thời xưa coi coi mấy cái phim thời xưa mà mỗi lần họp mặt là tối phải chạy xuồng chạy tàu vô trong cái khu nào đó tối tối rồi ngồi trên xuồng họp mặt với nhau như trong phim của Trấn Thành đâu mọi người ơi, không có đâu. Cho nên đó, cái ý của tôi ở đây là gì? Thứ nhất, tại sao mà đến thời điểm hiện tại á, là tôi vẫn nhìn nhận cô Hằng là một cái người có cái tâm tốt, yêu thương nhân dân và yêu thương đất nước. Tất nhiên á, là mình không có tôn sùng cô Hằng theo cái kiểu là như một cái người lãnh đạo hay là cái gì của đất nước mà. Nhưng mà với vai trò của một người công dân nói riêng và một doanh nghiệp nói chung á, thì những cái điều mà cô Hằng và chú Dũng làm cho xã hội là chúng ta thấy cũng rất là rõ ràng, đúng không? Cho nên đó, bản thân của tôi vẫn nói là gì, tôi mến cô Phương Hằng vì cái sự trượng nghĩa của cổ, vì cái lòng yêu nước của vợ chồng cổ, nhưng không phải là cái gì người ta làm cũng đúng hết. Nhưng mà chúng ta cứ nhìn vào cốt cách của một con người đi, để mà chúng ta vùi dập á, những cái hình ảnh như vậy á, thì thật sự chúng ta phải xem lại coi chúng ta có đúng hay không. Và tôi vẫn thấy ở trong cái câu chuyện này á, một trong những cái sai của cô Phương Hằng là gì, khi mà cổ gặp được cái bà đó thì á, là cổ nóng nảy quá, cổ đưa cái câu chuyện này ra và cổ nói một cách lấp lửng như vậy, thì nó đang là tạo tình huống cho những cái thành phần chống phá ở bên ngoài mọi người, nó tạo những cái luồng dư luận vào. Thì cái đó là tôi thấy là cổ hành động như vậy nó chưa có được chuẩn mọi người ha. Căn bản là ví dụ như đã nói ra thì nó phải có những cái gì đó nó chứng minh một cách cụ thể rõ ràng luôn đó, còn nếu không á, thì để từ từ hãy nói ra. Còn cô Phương Hằng tôi vẫn nói mọi người á, theo cái kiểu là gì, bả nói mà bịt miệng bả không có kịp với mọi người. Nhưng mà tôi vẫn nói là như thế này, ai cũng sẽ có một cái hình ảnh tốt đẹp của họ. Sư Minh Tuệ có cái hình ảnh tốt đẹp của Sư Minh Tuệ và cô Phương Hằng có cái hình ảnh tốt đẹp của cô Phương Hằng. Đừng mang hình ảnh này ra so sánh với hình ảnh khác. Và chúng ta nhìn nhận một con người á, chúng ta nhìn vào cái cốt lõi bản chất của người ta, chúng ta đừng có nhìn vào hình tướng bên ngoài hay là chỉ một vài cái lời nói mà nó không có được hay á, thì chúng ta vùi dập hình ảnh của những cái người như cô Phương Hằng với chú Dũng, thì tôi thấy là cái điều này nó không có đúng mọi người ha. Tại căn bản á, chúng ta hiểu như thế này nè, cái người mà người ta nói lành chưa chắc người ta làm lành đâu, còn cái người người ta nói hung chưa chắc người ta đã hung. Cho nên á, bây giờ cái điều mà tôi mong muốn nhất á, là cô Phương Hằng á, là cổ sẽ bình tĩnh hơn. Thứ nhất là cô nên sống cuộc sống của cô đừng xuất hiện ở trên mạng xã hội từ này kia nữa, hoặc là cô có xuất hiện ở Đài Nam á, thì cô chỉ nên nói những cái điều mà vui vẻ, chia sẻ kinh nghiệm sống thôi, cô đừng nói về những cái vấn đề xã hội nữa. Tại vì mọi người biết á, bên cạnh bả không có ai giật dây dụi bả hết, mà bà Phương Hằng với cái tính của bả nha, cho dù có người giật dây dụi bả thì chưa chắc bả nghe. Tại vì kiểu như mọi người cũng biết mà, đúng không? Bả dạng như có cái tấm đàn ông đó mọi người đó, thì thành ra cứ sồ quá đó. Căn bản là nên tránh những cái vấn đề đó, không có nên nói tới nữa. Còn việc của chúng ta hả gì, là việc ai nấy làm đó. Ví dụ như là cái lòng yêu nước là cái điều mà chúng ta nên trao giảng, nên tuyên truyền. Còn khi mà bất kể cả những cái vấn đề gì về xã hội đó, chúng ta phải có thời gian chúng ta nhận định kỹ đó. Hoặc là chúng ta có thể nêu lên quan điểm của chúng ta, nhưng đừng theo cái hướng là thể hiện nó một cách quá gay gắt, gây mất đoàn kết dân tộc. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Rồi, như thường lệ cuối video thì Sơn Sàm cũng xin giới thiệu một số sản phẩm của Sơn Sàm ở trong cái Zalo này cho tất cả quý vị chúng ta cùng tham khảo nha. Trong cái Zalo này rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản, uy tín chất lượng, hàng Nhật, chất lượng Nhật, 100% made in Japan. Đó, đây là hàng của em, kênh YouTube của em chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, không quảng cáo thuê, quảng cáo mướn cho ai hết nha quý vị. Rồi, thì ở trong này nó có rất là nhiều sản phẩm của Nhật Bản, tuy nhiên mỗi video clip thì Sơn Sàm giới thiệu 2-3 sản phẩm lên đây cho cả nhà mình dễ dàng tham khảo nha. Rồi, đầu tiên em xin giới thiệu cái viên uống viêm xoang. Đây, cái thuốc viêm xoang này là Chikunai 224 viên một hộp. Đó, các anh chị nào bị những cái bệnh xoang lâu năm nè, xoang sàn, xoang mãn tính nha, xoang mà lâu năm không hết nha, riêng cái sản phẩm viêm xoang này là em bán tự tin nhất. Đó, tất cả những ai mà dùng qua đều khỏi nha quý vị. Đó, một liệu trình 3 hộp là dứt điểm nha quý vị. Rồi, thì cái này 224 viên uống được 1 tháng nha, một liệu trình 3 hộp cực kỳ hiệu quả. Viêm xoang Chikunai em bán 1.750.000 một hộp. Rồi, tiếp theo là cái dạ dày cô qua. Đó, dạ dày cô qua nha các anh chị nào đó, bị là trào ngược dạ dày nè, ở nóng ở chua đầy hơi, hơi thở có mùi, ăn không tiêu, viêm loét dạ dày các kiểu, thì đây 100% từ lá tí tô nha quý vị, hỗ trợ rất là tốt về dạ dày nha. Đó, rất là đỡ luôn. Hộp này 300 viên đó, mỗi ngày mình uống 6 viên đó, chia làm 3 lần mình uống với nước ấm á, mình uống trước khi ăn khoảng 30 phút, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi, em bán 750.000 một hộp dạ dày cô qua. Rồi, tiếp theo là gì? Cái miếng dán thải độc chưng đó, cái này thì hồi xưa bán chạy lắm nhưng mà thời gian gần đây không có hàng, mới nhập về nha quý vị. Rồi,
cái miếng dán thải độc chưng là gì. Đó, khi cơ thể chúng ta cảm thấy uể oải mệt mỏi là nó có độc tố trong người nha, nó có độc tố trong người. Thì đây, trước khi đi ngủ á, mình ngâm chân mình ở trong cái nước ấm khoảng 10 phút, mình lau cái bàn chân khô đi. Một hộp này nó có 36 miếng ở trong này ha. Đó, 36 miếng. Thì bắt đầu mình lấy hai cái miếng mà nó có tẩm dược liệu trong đó, chúng ta đắp vào hai cái lòng bàn chân, rồi sau đó chúng ta lấy hai cái băng dính trong này nữa, chúng ta dán lại ở trong cái lòng bàn chân. Rồi để mà nó ok là mình mang thêm đôi vớ vào để khi mình ngủ nó không bị tuột ra. Mình ngủ tới sáng mình lột cái miếng dán ra nó đen thui, đó độc tố ở trong cái bàn chân nó hút ra. Và khi sáng mình ngủ dậy thì cơ thể mình, tâm hồn mình, cái tinh thần mình nó sảng khoái, người mình nó nhẹ nhàng. Đó, dùng một hộp, hai hộp, ba hộp, dùng đến khi nào mà mình gỡ cái miếng dán ra mà nó không còn màu đen nữa, nó hút hết độc tố thì mình ngưng ha. Cực kỳ hiệu quả cái miếng dán thải độc nha, miếng dán chân thải độc 950.000 một hộp, 36 miếng, 950.000 nha quý vị. Rồi, tiếp theo là một cái sản phẩm viên uống đau vai gáy EX Plus. Đây, cái này là cực kỳ hiệu quả dành cho các cô chú anh chị nào bị đau vai gáy nha. Đó, sáng ngủ dậy mà cái vai gáy mà nó cứng ngắc mà nó đau dở cái tay, nhìn qua bên đây không được, nhìn qua bên đây không được nè, đau vai gáy nha. Đó, 270 viên viên uống đau vai gáy EX Plus nha, cực kỳ hiệu quả luôn. Rồi em bán 1.950.000 nha, 1.950.000 một 270 viên viên uống đau vai gáy. Rồi tiếp theo là em xin giới thiệu cái sản phẩm DHA EPA SQ. Đây là một cái loại hoạt huyết dưỡng não, đó, bổ não nha, dành cho người lớn và trẻ em. Người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ nè, tăng cường oxy lên não nè, đó, và đặc biệt là gì, bổ não, tăng cường trí nhớ nè, đó, ngủ ngon, ngủ sâu nè, đó, nó cải thiện tất cả vấn đề về thần kinh nè, đó, rối loạn tiền đình các kiểu nha, bổ não cực kỳ hiệu quả. Rồi cái DHA này 300 viên, rồi em bán 330 viên, rồi em bán 3.500.000 luôn, 3.500.000 luôn nha, cực kỳ hiệu quả. Đây là cái hoạt huyết dưỡng não DHA dành cho người lớn và trẻ em đều dùng được, phát triển não bộ và bổ não cực kỳ tốt ha. Rồi còn rất nhiều sản phẩm ở trong cái Zalo này đó, các anh chị cứ vào tham khảo nha. Các anh chị ở nước ngoài thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc Viber đó, còn các anh chị trong nước thì mình có thể liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại. Các cô chú anh chị dưới quê thì mình có thể gọi điện trực tiếp cái số này gặp Sơn Sàm nha, đặt hàng rồi cho địa chỉ và số điện thoại, Sơn Sàm ship hàng gì tới nơi, nhận hàng rồi kiểm tra hàng xong rồi thanh toán cho shipper ha. Đây là hàng của em, kênh YouTube của em không bao giờ bán hàng tầm bậy. Các anh chị phát hiện hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng thì cứ trả lại cho em hoàn tiền gấp 10 ha. Đó, đây là hàng của em, kênh của em không bao giờ bán đồ tầm bậy, chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Các anh chị cứ yên tâm, mua ai cũng vậy, mua giùm em cảm ơn. Rồi chúc tất cả quý vị sức khỏe, năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Hẹn gặp lại trong video sau, chào tạm biệt.